Xin chào anh em nha, rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Thì trong video tiếp theo về làm về con game Raiden Hunter Thợ Săn Rồng thì mình sẽ cùng nhau nói về cái vấn đề là mình sẽ cường hóa cái bộ trang bị của mình. Thì cường hóa trang bị thì ở đây nó có những cái loại nè. Mọi người vào luyện khí thì nó sẽ có ba cái tab. Thứ nhất là giáp tab tối tinh. Tối tinh thì dành cho những trang bị bậc 6 ha. Còn giáp cổ nguyệt thì dùng cho những cái bộ trang bị bậc 7. Đây, ở đây nó thì hôm nay là mình server mới nên nó chỉ ra cái đồ bậc 6 thôi, đồ bậc 7 thì tới level 150 mới làm được. Thì mình sẽ tiến hành đập thử cái bộ trang bị tối tinh. Thì tối tinh ở đây nó có hiển thị nè, nếu mà mọi người kích có hai món tối tinh á thì nó sẽ kích hoạt ba dòng ẩn không, là tấn công là 788 nè đấy, rồi phá giáp này phần trăm HP này, nếu 4 món thì nó sẽ cộng thêm HP là 15.760 đấy. Đấy, rồi cuối cùng là nếu mình được 6 món thì nó sẽ kích vào 5 dòng luôn, tấn công 827 điểm, 16.000 HP, rồi xuyên giáp 2% và phần trăm phòng ngự 2%. Ok, trang bị thì bắt buộc là phải có trang bị bậc đỏ 2 sao ha anh em ạ. À, trang bị bậc đỏ 2 sao, rồi anh em phải có những cái mảnh đá tối tinh. Mảnh đá tối tinh thì trong quá trình săn boss anh em sẽ nhận được. Rồi bên cạnh đó anh em có thể vào chợ này, anh em vào chợ này dán chợ nguyên liệu trang bị này, nó sẽ có bán những cái mảnh đá tối tinh ha. Rồi ví dụ như mình nam thì mình sẽ mua nam, nữ mình mua nữ. Rồi nó sẽ có từng bộ trang bị như là áo, nhẫn, hoặc là vũ khí, hoặc là quần, hoặc là dây chuyền, kiểu vậy đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đập ha. Thì mỗi thứ sẽ cần 15 cái mảnh đá. Đấy, anh em 17 chứ. Anh em phải mua đủ 17 mảnh đá. Rồi, một trang bị đỏ, 2 sao bậc 6 và 50.000 bạc. Rồi, hồi nãy là mình đã đập cây cung xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ mọi người xem công lực của mình hiện tại là 496.000. Bây giờ mình sẽ đập tiếp. Đập cái món thứ hai đây. Ok. Xác định món thứ hai. Mình đập hai món kích hoạt là 520.000 lực chiến rồi mọi người. Mọi người thấy không? Đấy. Mình đập mấy hai món thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đập thêm hai món nữa. Đó. Kích hoạt 4 món ha. Mọi người thấy không? Mọi người thấy chỗ cái tối tinh chỗ này không? Đó, nó hiển thị màu xanh là kích hoạt 4 món rồi đó. Mình lên 545.000 lực chiến. Rồi tiếp theo mình sẽ đập hai món cuối. Đốt. Kích hoạt đây, kích hoạt 3 dòng. Đây nó hiển thị thông báo luôn nè. Trang bị thành công tối tinh, rực rỡ sáng mắt, rực rỡ huy hoàng luôn. Ok. Đây. Đây, trang bị tối tinh. À, nó sẽ thêm cái chữ tối tinh ở phía trên nha anh em ha. Đây, nó kích nè. Rồi nó kích quy một dòng luôn. Nó kích tổng cộng là hai món là 4 dòng. Rồi 6 món. Ôi 6 món nè, coi nó kích 6 món nè. Ghê không? Tấn công đó, rất là ngon nha anh em ha. Đấy, mình lên lực chiến 570 luôn. Hồi nãy chỉ là 496 thôi, giờ lên 570.000 lực chiến luôn. Ồ, rất là ngon. Đấy, anh em cố gắng mua kiếm đồ xong anh em đập lên tối tinh ha. Này, mua thì anh em săn boss có đồ anh em bán, lấy cái sao biển rồi anh em mua đá về anh em khảm. Còn đồ nào bậc 6 thì anh em đánh boss từ 110 trở lên. Đấy, nói chung là muốn mạnh là phải xài trang bị tối tinh nha anh em ha. Đấy, đây nè. Bây giờ mình sẽ cùng review sơ qua cái bậc 2. Cái trang bị bậc 2 là cái trang bị giáp cổ nguyệt. Giáp cổ nguyệt thì cần phải đồ bậc 7 nha anh em ạ. À, đồ bậc 7. Đấy. Nó kích hiện tại là mình nó không có hiển thị dòng kích cho mình xem. Đấy, nếu mà mình phải có một cái món đồ bậc 7 thì nó mới dùng kích nữa. Cuối cùng là trang sức vinh dự. Trang sức bậc 7 có thể rèn luyện bộ đồ vinh dự. Ở đây là nó sẽ có những cái viên ngọc cái này anh em ạ. Đây, nó sẽ có những cái viên ngọc này. Đấy. Đây, anh em thấy là mình sẽ có cái viên ngọc đá cổ nguyệt nè. Đây là để đập bộ đồ trang bị cổ nguyệt ha. Còn đá vinh dự là đá nào nha? Để mình xem đá vinh dự là đá nào nha. Mấy cái đồ này là của nam nên mình không cần, nên mình bán đi. Đấy.
đồ nam mình không cần là mình sẽ bán đi hết nha anh em, mình chỉ được chừa lại những cái đồ nữ thôi. Hết chỗ trống rồi đấy, mình sẽ làm cái nguyên liệu trang bị này. Hiện tại là trên shop nó chỉ có bán đá cổ nguyệt thôi, nó chưa có bán đá vinh dự để cho mình chưa biết review được đấy. Ok, đó là sơ bộ về cái trang bị bộ đồ toái tinh nha anh ha, bộ đồ của bậc 5. Nói chung là giống như là kiểu mình có đồ hoàng kim mà mình nâng cấp nó lên, nâng cấp nó lên xong nó sẽ kích thêm dòng ẩn, cái khá là mạnh nha anh em ha, khá là mạnh. Nó cho mình thành tựu gì nó đây nè, trưởng thành nữa nè, lục đồ tối tinh, nhận được trình thưởng tinh thành nè. Bây giờ mình sẽ đi vô rèn luyện thôi, coi rèn luyện go để đánh thử coi nó nổ đam kinh không ha. Ôi kiểu giống như là lấy dao mổ trâu vậy, dao giết dao mổ trâu mà để thịt gà vậy, kiểu kiểu vậy. Bộ trang bị quá ngon, bộ trang bị quá ngon anh em à. Coi nó kích nè, ôi nó kích tự nhiên giống như là kiểu mình mặc một bộ trang bị mà bằng người ta mặc hai bộ trang bị vậy đó anh em, ngon lắm. Ok, sau khi tăng lực chiến rồi giờ mình đi rèn luyện đi, mình rèn luyện để cho mình lên ải để mình ủy thác được nhiều kinh nghiệm. Ok, đó là review sơ qua bộ trang trí tối tinh ha, kích tổng cộng 6 món. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Anh em nào có nhu cầu nạp game thì liên hệ mình qua số Zalo bên dưới 0888249968 nha. Đấy, bảo hành vĩnh viễn luôn, chiết khấu từ 15 đến 20% tùy vào số lượng nạp, tùy vào ngày nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.